được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc loài. Hằng ngày con tìm gặp Chúa, chia sẻ ngọn bùi, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa đám tang qua, em bé sinh ra buồn vui rộn rập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu điều xa xa bình an phận nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các chặng đường của cuộc xuất hành. Sách Dân số, chương 33, từ câu 1 đến câu 49. Đây là những chặng đường con cái Israel đã qua khi họ ra khỏi đất Ai Cập theo đàn quân của họ, dưới sự hướng dẫn của ông Môsê và ông Aharon. Ông Môsê ghi lại những điểm khởi hành cho từng chặng đường theo lệnh của Đức Chúa. Đây là những chặng đường của họ dựa theo các điểm khởi hành.
họ rời Ramses lên đường vào tháng giêng, ngày rằm tháng giêng. Hôm sau lễ vượt qua, con cái Israel đi ngang nhiên trước mắt toàn dân Ai Cập, trong khi dân Ai Cập lo chôn cất người nhà của chúng đã bị Đức Chúa đánh phạt, nghĩa là mọi con trai đầu lòng. Đức Chúa đã trừng phạt các thần của chúng. Con cái Israel lên đường rời Ramses và đóng trại ở Sukkot. Họ lên đường rời Sukkot và đóng trại ở Etham, ven sa mạc. Họ lên đường rời Etham, nhưng quay trở lại phía Biha Kirot, đối diện với Ba'an Sơ-phôn, rồi đóng trại đằng trước Mikdon. Họ lên đường rời Biha Kirot, khi qua biển mà vào sa mạc. Họ đi 3 ngày đường trong sa mạc Etham, rồi đóng trại ở Mara. Họ lên đường rời Mara tới Elim. Ở Elim có 12 suối nước và 70 cây trà là, và họ đóng trại ở đó. Họ lên đường rời Elim và đóng trại gần biển Sậy. Họ lên đường rời biển Sậy và đóng trại gần sa mạc Sin. Họ lên đường rời sa mạc Sin và đóng trại ở Đốp Ca. Họ lên đường rời Đốp Ca và đóng trại ở Elut. Họ lên đường rời Elut và đóng trại ở Rephidim. Tại đó không có nước cho dân uống. Họ lên đường rời Rephidim và đóng trại trong sa mạc Sinai. Họ lên đường rời sa mạc Sinai và đóng trại ở Kibroth Hataava. Họ lên đường rời Kibroth Hataava và đóng trại ở Khaseroth. Họ lên đường rời Khaseroth và đóng trại ở Ritma. Họ lên đường rời Ritma và đóng trại ở Rimmon Beret. Họ lên đường rời Rimmon Beret và đóng trại ở Libna. Họ lên đường rời Nibla và đóng trại ở Ritsa. Họ lên đường rời Ritsa và đóng trại ở Kehaletha. Họ lên đường rời Kehaletha và đóng trại ở núi Sephe. Họ lên đường rời Sephe và đóng trại ở Kherada. Họ lên đường rời Kherada và đóng trại ở Mahelot. Họ lên đường rời Mahelot và đóng trại ở Ta Khát. Họ lên đường rời Ta Khát và đóng trại ở Terek. Họ lên đường rời Terek và đóng trại ở Mitka. Họ lên đường rời Mitka và đóng trại ở Khát Mona. Họ lên đường rời Khát Mona và đóng trại ở Moserot. Họ lên đường rời Moserot và đóng trại ở Bene Zakaan. Họ lên đường rời Bene Zakaan và đóng trại ở Kho Ha Gidget. Họ lên đường rời Kho Ha Gidget và đóng trại ở Giót Va Tha. Họ lên đường rời Giót Va Tha và đóng trại ở Ebrona. Họ lên đường rời Ebrona và đóng trại ở Esion Geve. Họ lên đường rời Esion Geve và đóng trại trong sa mạc Sin, nghĩa là Kade. Họ lên đường rời Kade và đóng trại ở núi Ho, cuối xứ Edom. Tư tế Aharon lên núi Ho theo lệnh của Đức Chúa và qua đời ở đó. Vào năm thứ 40 sau khi con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập, ngày mồng 1 tháng 5, ông Aharon thọ được 123 tuổi khi ông qua đời ở núi Ho. Bấy giờ vua Arad, người Canaan, cư ngụ tại Negev trong xứ Canaan, nghe tin con cái Israel đến. Họ lên đường rời núi Ho và đóng trại ở San Mona. Họ lên đường rời San Mona và đóng trại ở Bunon. Họ lên đường rời Bunon và đóng trại ở Ovot. Họ lên đường rời Ovot và đóng trại ở Ize Haavarim, giáp với Moab.
họ lên đường rời Igim và đóng trại ở Divonget. Họ lên đường rời Divonget và đóng trại ở Enmon, Diblathagim. Họ lên đường rời Enmon, Diblathagim và đóng trại ở dãy núi Everim đối diện với Nơ-ô. Họ lên đường rời dãy núi Evorim và đóng trại ở vùng thảo nguyên Moab gần sông Jordan đối diện với Jericho. Họ đóng trại gần sông Jordan từ Beth-he-zer-si-mot đến Aven-he-sittim trong vùng thảo nguyên Moab. Phân chia đất Canaan, mệnh lệnh của Thiên Chúa. Sách Dân Số, chương 33, từ câu 50 đến câu 56. Đức Chúa phán với ông Môsê trong vùng thảo nguyên Moab, gần sông Jordan, đối diện với Jericho. Hãy nói với con cái Israel rằng, khi đi qua sông Jordan mà vào đất Canaan, các ngươi sẽ đuổi mọi dân cư trong xứ cho khuất mắt các ngươi và phá hủy tất cả các hình ảnh, các tượng đúc của chúng. Các ngươi sẽ tiêu hủy mọi nơi cao của chúng. Các ngươi sẽ chiếm đất ấy và lập cư ở đó, vì ta đã cho các ngươi đất ấy để chiếm hữu. Các ngươi sẽ bắt thăm để chia nhau đất ấy làm gia nghiệp, tùy theo các thị tộc của các ngươi. Thị tộc nào đông người, thì ngươi sẽ cho một phần đất lớn làm gia nghiệp. Thị tộc nào ít người hơn, các ngươi sẽ cho một phần đất nhỏ hơn làm gia nghiệp. Ai bắt thăm được nơi nào, thì sẽ ở tại đó. Các ngươi sẽ tính theo các chi tộc mà chia phần gia nghiệp. Nếu các ngươi không đuổi các dân cư trong xứ đó cho khuất mắt, thì những kẻ các ngươi để sót lại sẽ nên như gai chọc mắt, như mũi nhọn đâm sườn. Chúng sẽ quấy rối các ngươi trên đất các ngươi đến ở. Và bấy giờ, ta sẽ đối xử với các ngươi như ta đã định đối xử với chúng. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ 9, cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa
thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tàn xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thắng nơi Ngài. Chiều đôi núi tan về, năm nào Ngài chết treo con, thâm tư Ngài đã yên giấc, mau đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim, tuôn tràn tay xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trăng ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối.
mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin dùng chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ 9, cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh hồn khô khan nguội lạnh, hãy nhận chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của ta. Những linh hồn này làm ta đau đớn nhất. Linh hồn ta tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do ta phải kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán, nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy rủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa. Và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện, cậy vì công nghiệp của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha dầu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thống khổ của con yêu dấu Cha và ba giờ người hấp hối trên thánh giá. Chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót của Cha. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sớm cùng mưu ma vậy vùng khóc làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dâu tin đàn xưa lưu ký, phải kinh nhường đi lễ mời đầy. Ta hãy lấy niềm tin bù đắp, nếu rằng con không cảm thấy gì. Dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng bình phu quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toa ngàn đường, để tiếng Chúa thánh linh nhận hầu cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dâng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ước ao cai trị căn gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhận quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được giữ bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con, nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng dương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con. Lấy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm, chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn, khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa.
và cam kết các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim từng sạch đứng bà Maria, lạy thánh tổ phụ Giuse vinh hiền, xin hãy dâng biểu chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuệ trái tim đứng Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bân tình vào lúc này và sẽ trên, bên những người đang bước vào cơn hâm hôi, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang đường nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và tung bần. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trăng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quân, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ương vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân tranh phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bừng tưng và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cai trên như họ và cho họ. Amen. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Xin cứu chữa con lạy Chúa, để con được chữa lành. Xin cứu thoát con lạy Chúa, vì vinh dự con chính là Ngài. Chúa lành chúng con, xin Chúa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đấng Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.